Các bạn thân mến, đây là cây sấu. Thì trên cây sấu thì ở dưới bên gốc cây thì sẽ có một cái chuồng chim. Và như mô hình này thì mình làm mái thái 2 tầng nhưng mà thông từ tầng trên xuống tầng dưới. Cũng như clip khác thì cái mình xây bó xung quanh khoảng cao khoảng 40 phân. Sau đó là cho khung và lưới lưới xanh như này. Đây là từ từ mặt đất lên đến tầng thứ nhất và đến thông tầng thứ nhất với tầng thứ hai. Và phần trên là phần mái mái thái. Thì cái dáng dấp của chuồng này thì các bạn có thể làm như vậy. Thể tích của cái chuồng này cũng như bao nó rơi vào khoảng 1,5 mét, gần 2 mét khối. Thì đây là chú chim. Đây là chú chim đang 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 đây đây là cái ổ đẻ của mình. Và chú chim này thì đang nuôi con. Mình kiểm tra xem là quả trứng còn lại kia đã nở chưa. Đấy, ổ đẻ thì các bạn cũng làm ở phần trên góc quất và lấy cái rổ rổ đỏ như thế này, thả một chút lá cây cọng rễ và chủ yếu là lá thông. Đây mình cũng kiếm được một chút lá thông. Mình kiểm tra xem là con của nó ra làm sao nhé. Đây các bạn vừa bấm vào nút chút nữa thì tắt mất. Đó, mình để góc quay đây. Đây là chim mẹ đang. Bây giờ mình lấy cái que này mình kiểm tra. Ra đi em, ra đi, ra đi, ra đi em. Ấy, giơ cánh lên bảo vệ con nhá. Ra đi các bạn, ra đi. Nào, ra đi xem nào. À, hôm nay em này em rất là thuần. Ra đi, ra đi, ra đi. Đấy, các bạn nhìn thấy cái que xanh xanh của mình chưa? Ra đi nào, xem con đâu. Ra đi nào. Nào, mạnh dạn lên nào. Ồ, không. Quả là người mẹ này rất là cừ, bảo vệ con rất là dữ đúng không các bạn, đúng không? Giơ cánh lên. Nào. Khó quay quá các bạn ạ. Em này em bảo vệ con dữ quá. Rồi, mình sẽ tìm một tư thế quay tốt hơn. Nào. Em ơi, xem là em nở chưa? Ô, con đây rồi. Các bạn nhìn thấy con chưa? Nào. Ồ, con đấy, con đấy, con đấy. Ồ. Đó. Đấy, các bạn nhìn thấy con chưa?
Đó, thôi, mình không làm phiền ấy nữa. Thì chim cu đẻ như vậy, ổ đẻ là như vậy. Hy vọng rằng các bạn có thể thấy cái tình mẫu tử của chúng rất là tuyệt vời. Bình thường chúng cũng có thể là rất là sợ mình. Thế nhưng mà khi có con thì chúng bảo vệ con một cách quyết liệt. Còn chứng tỏ hôm nay mình cũng sẽ tiện đây mình cũng sẽ chia sẻ một chú. Chú này em này thì là em chim trống. Ưu thế của chú em này thì là rất là khỏe chim, rất là mượt chim đó. Em này thì nguồn gốc là lai giữa chim 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 lai giữa chim cu đất và cu nhật. Đấy, các bạn nhìn thấy cổ cườm của em này thì cũng không được dày như cu ta, thế nhưng mà cũng khá đẹp. Đó. Thì cái chuồng như này thì mình cũng làm rất đơn giản thôi. Đây một chút cái cây sắn mình cắm xung quanh hình tròn và mình quây lưới như này vào. Mình cũng để một vài cây xanh, rồi thì cây sung đấy. Chim là cũng ăn lá sung nha các bạn nhé, chim cũng ăn lá sung. Để một cái máng nước ở dưới và một máng nước ở trên đấy, một chút thóc. Nên là cái sung quay gần vào để các bạn thấy nó quay này là xuôi ánh sáng, các bạn có thể thấy là em này em cũng khá là mạnh dạn đúng không ạ, em này em cũng khá là mạnh dạn đấy. Đó, các bạn nhìn kỹ chưa, thế hệ F1 đó, F1 đó trông như kiểu là cu chim ngói ấy, nhưng không phải. Đấy, các bạn nhìn thấy chân chân màu tím, nên bình thường chim cu đất là chân màu đỏ. Nhìn rõ chân màu đỏ chưa? Đó, khoảnh khắc đây là em này là em ấy cũng được 2 tuổi rồi đấy, bây giờ mà ghép với một em cú đất nữa là cũng ra chuyện đấy. Đó, bạn nhìn rõ chưa, chân màu đó, chân màu đỏ 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 sẫm hơn
đỏ sẫm hơn. Đặc biệt là cái giống chim này rất là khỏe các bạn ạ, chưa ốm đau gì cả, chưa gì cả. Đó. Màu này màu xám xám một chút. Xuống đây em ơi, xuống đây em ơi. Sinh ra bấy con tàu mà người tìm đợi thương. Đôi này thì cũng đến đây chuồng các bạn làm ổ đẻ như thế này, để một cây si cắm xuống đất mà nó buộc như thế này, tư thế như thế này. Để cho ăn này. Đây em gần này, em trống, còn em xa này em mái. Đó. Ừ. Rất là thuần đúng không các bạn? Đấy, cườm đây này, cườm, đấy, cườm. Đó, đó, thể hiện đàn ông đấy, đàn ông đấy. Đấy, đấy, đấy. Đàn ông đấy. Đàn ông đấy, đàn ông đấy. Nào, chụp cho em một cái. Ố. 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 Đây rồi, đây rồi. Cú 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 cú. Tôi quen biết em. Và đây là một chuồng nữa, các bạn thấy là em này em cũng đang ấp. Yeah.
thấy sự chia sẻ của mình rất là mà chân thành và bổ ích cho quý vị. Hãy like và đăng ký kênh để tiếp tục đón nhận những video tiếp theo, và chúng ta cùng xây dựng một diễn đàn chim cô gái Việt Nam phong phú hơn, đa dạng hơn. Chúc quý vị các bạn sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, thân ái. Chào, tạm biệt.